Xin chào tất cả mọi người, Meng đang quay trở lại đây và ngày hôm nay Meng sẽ review đến tất cả các chị em đang theo dõi video này một mẫu váy nhung. Những cái mẫu váy nhung thì Meng cũng đã giới thiệu trước đó khá là đa dạng rồi, nhưng mà ngày hôm nay tiếp tục sẽ là một cái phiên bản và điều đặc biệt của chiếc váy này là ở mỗi một người thì sẽ tạo cảm giác khác nhau. Ví dụ như là Mai Anh khi mà mặc thì Meng rất là thích là cái dáng hơi baby doll một chút. Còn nếu như với các chị em khác có thân hình đầy đặn hơn một chút thì chúng ta hoàn toàn có thể biến chiếc váy này trở thành một chiếc váy có điểm nhấn thắt eo và sẽ vô cùng tôn dáng của mình. Một chút về chất liệu của chiếc váy này nhá. Chất liệu nhung này và sẽ khiến cho tạo ra cảm giác vô cùng huyền bí, thanh lịch khi mà chúng ta diện chiếc váy này. Bên cạnh đó, điểm nhấn chính là ngôi sao của chiếc váy, chính là những họa tiết được đính ở trên chiếc váy. Và chúng ta sẽ cùng tập trung sự chú ý của mình vào trong phần cổ cũng như là phần họa tiết giả thắt lưng tạo điểm nhấn cho vòng eo của mình. Hãy cùng xem là chiếc váy này khi mở trên móc thì trông như thế nào nhá. Đây các chị em có thể nhìn thấy này, giống như là một chiếc vòng cổ vậy á, và lại có một viên đá rất là sáng chính giữa nữa, y chang như một chiếc vòng cổ. Và có lẽ là khi mà có họa tiết này rồi thì chúng mình cũng không cần phải cầu kỳ tìm kiếm một chuỗi vòng nào đó để mix cùng với bộ trang phục này. Và phần giả thắt lưng rất là cá tính, rất là ấn tượng, rất là sáng, làm cho tổng thể bộ trang phục của chúng ta trở nên ấn tượng hơn rất nhiều. Bởi vì set đồ này cũng khá là ấn tượng rồi nên là mình cũng khuyến khích mọi người chúng ta hãy cùng mix với một đôi giày nhẹ nhàng thôi, như là một đôi giày cao gót mà mình đang đi chẳng hạn, thì sẽ khiến cho chúng ta có thêm sự tự tin và thanh thoát khi mà diện set đồ này các chị em nhé. Và nếu như các chị em yêu thích thì hãy nhớ là Meta Fashion sẽ luôn luôn có sẵn những set đồ này đủ các size, và đội ngũ nhân viên tư vấn thì luôn chờ đợi và chào đón các chị em để có thể cung cấp cho các chị em những thông tin đầy đủ nhất về những set đồ mà Meta giới thiệu.